mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơi2.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500.000 đến chơi2.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Đấy, và đây chính là cái phiên bản nâng cấp của cái sản phẩm Xiaomi Mi 9. Mi 9 thì mình thấy là nó bán không được chạy ở Việt Nam bởi vì là nó có K20 Pro đã quá ngon rồi. Vậy thì với cái phiên bản Mi 9 Pro 5G này được nâng cấp hơn thì liệu Mi 9 nó có bán chạy không, thì mình sẽ review cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đấy, trước khi nói về cái sản phẩm này thì mình sẽ bỏ nó qua một bên cái đã để nói chi tiết hơn về hộp nhá. Cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm nắm lên này là nó hơi nặng, nó nặng hơn so với cả cái con Mi 9 đấy. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB và đây là bộ nhớ trong UFS 3.0, đọc ghi tốc độ cao luôn. Cái sản phẩm này thì được sản xuất rất là mới vào tháng 9 năm 2019 và ở ngay ngoài hộp này chúng ta đã thấy luôn là cái hộp của nó đã khác rồi. Cái hộp màu bạc này, đó, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Chúng ta sẽ có chữ 9 này, Pro này. Đấy, và chúng ta sẽ có logo 5G ở đây. Đấy, phía sau này thì các bạn biết rồi. Và phía sau này thì nó in các cái điểm nhấn của sản phẩm này. Ví dụ như là nó sẽ có 5G, có con chip Snapdragon 855 Plus là những cái sự nâng cấp hơn so với chip 855 của Mi 9 này. Nó sẽ có sạc 30W. Ở đây như mình tìm hiểu thì đây sẽ là sạc không dây 30W nhé, bởi vì cái sạc ở bên trong nó sẽ là sạc 40W cơ. Lát nữa mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đấy, ở đây thì nó sẽ có thêm cái 10W này, thì mình nghĩ là sạc lại cho các thiết bị khác là 10W thì phải, không biết có đúng hay không. Đấy, nhưng mà đây là tiếng Trung Quốc, mình cũng không hiểu là nó viết cái gì. Đấy, và chúng ta sẽ có camera 48 megapixel đây, 5G đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ xem là bên trong hộp nó sẽ có những cái gì nào. Đây, cái cách đóng hộp này rộng giống như bao nhiêu sản phẩm Xiaomi khác thôi. Đó, chúng ta sẽ có cái hộp nhỏ ở đây này. Đấy, khi mà mình bóc cái hộp nhỏ này ra thì chúng ta sẽ có quay cặp sim này. Đó, chúng ta sẽ rất nhiều thứ luôn. Chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển đổi giữa jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng USB Type-C. Sau này thì không có hỗ trợ jack cắm tai nghe, cũng giống như Mi 9 thôi. Nhưng mà K20 Pro lại có. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, toàn bằng tiếng Trung hết. Ốp lưng thì cũng giống hệt luôn với cả con Mi 9 kia. Đấy, chúng ta sẽ có một cái ốp lưng tối màu như này. Ốp lưng này thì là ốp lưng dạng dẹp không. Đó, bên trong này nữa là bên trong này nữa thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C và chúng ta sẽ có một cái cục sạc nhanh tối đa là 10V 4A, nghĩa là 40W. Các bạn tưởng tượng là cái sạc 40W này mua khá là đắt tiền đấy nhé. Mình không biết là Xiaomi sẽ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là Xiaomi thì sẽ không phải quá đắt đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét trên cái tham chiếu là một cái cục sạc chính hãng tầm khoảng 45W đi, của Samsung bây giờ họ đã bán gần 1 triệu rồi. Đấy, con này là chỉ có, mình nghĩ là chắc cũng phải ít nhất phải 500-600 nghìn đấy. Đấy, nếu mà so sánh sang với cả Mi 9 là các bạn phải trừ đi cái cục sạc này này. Đấy, đáng tiền là đáng tiền ở đây này. Đấy, còn tất nhiên là với những cái sản phẩm của Xiaomi thì chúng ta sẽ không có tai nghe đi kèm rồi. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể mua tai nghe rất là dễ dàng thôi. Cái tai nghe của Xiaomi bây giờ bán hơn 100 nghìn. Đấy, bên chơi hay là họ cũng đang bán cái tai nghe đó. Đấy, hơn 100 nghìn thôi chúng ta mua về mà sử dụng để nghe với cả cái chiếc Xiaomi Mi 9 này, Mi 9 Pro này. Đấy, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về Mi 9 Pro 5G nhé. Quay trở lại với Mi 9 Pro thì cái sản phẩm này khi mà mình cầm trên tay đó là nó khá là đầm tay luôn. Nó nặng hơn tương đối so với cả cái chiếc Mi 9. Mi 9 mình nhớ không lầm 170 mấy gram ấy. Còn ở trên cái con Mi 9 Pro này thì nó sẽ nặng là khoảng 196 gram. Tất nhiên là viên pin to hơn thì nó sẽ nặng hơn rồi. Cái độ dày của máy thì cũng là 8.5mm, nghĩa là dày hơn rồi. Nhưng mà kính cường lực thì là kính cường lực 6 ở phía trước này. Kính cường lực cũng là kính cường lực 6 ở phía sau luôn. Đấy, nó sẽ cho những cái trải nghiệm cao cấp ở trên một cái sản phẩm nó đắt tiền như thế này. Đối với cả Mi 9 Pro 5G thì ngoài cái điểm khác biệt 5G ra thì vừa nãy mình cũng đã nói đấy, cái sự khác biệt về mặt hiệu năng chúng ta cũng cần phải để ý đến. Cái sản phẩm này thì sẽ có RAM tối thiểu là 8GB, nghĩa là nó đã nâng cấp hơn so với cả cái RAM tối thiểu của cái chiếc Mi 9 rồi. Cái bộ nhớ trong của cái phiên bản mình đang cầm trên tay này là bộ nhớ trong 256GB, và nếu mình nhớ không lầm thì bộ nhớ trong tối thiểu của nó cũng là 128GB, là nó được nâng cấp hơn so với bộ nhớ trong tối thiểu là 64GB của Mi 9. Và con chip các bạn cũng biết rồi đấy, chip 855 Plus thì nó được nâng cấp hơn khoảng 10-15% so với chip 855. Đấy. Và coi như là về hiệu năng đi, là nó được nâng cấp về cả RAM, cả ROM và cả chip. Đấy, pin đi kèm theo máy sẽ là 4000mAh là cũng nâng cấp luôn. Và sạc hỗ trợ theo máy là sạc 40W cũng là một cái sự nâng cấp nữa. Còn về tất cả những thông số khác về camera là giống hệt luôn. 48MP, 12-16 là giống hệt luôn, không khác một tí gì cả. Sau này thì hiện tại lúc mà mình khởi động lên thì nó đang là MIUI 10. Tuy nhiên là nó sẽ có một phiên bản update nữa. Đấy, và chắc chắn là sẽ được lên
MIUI 11, đấy là chắc chắn luôn. Còn Mi 8 của admin Kha đã được lên MIUI 11 rồi, thì con này không lý do gì là không lên lại MIUI 11 đấy, và chỉ là sớm hay là muộn thôi. Đấy, và nếu các bạn muốn ấy, thì admin Kha cũng có thể cài đặt luôn MIUI 11 cho các bạn luôn. Đấy, còn Android bây giờ là Android 9, mặc dù là chắc chắn 100% nó sẽ được lên Android 10, nhưng khi mình mới khởi động lên thì hiện tại nó vẫn đang là Android 9. Màn hình thì vẫn là 6.39 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Đấy, tỷ lệ màn hình là 19.5 chia cho 9, 2340 nhưng mà 1080 pixel. Mật độ điểm ảnh sẽ là 403 ppi, tương đối là sắc nét rồi. Màn hình này thì sẽ có DCI P3, có HDR10, màn hình Super AMOLED và kính cường lực là kính cường lực Gorilla Glass 6, giống hệt với cả Xiaomi Mi 9, không có bất kỳ một sự khác biệt nào cả. Vậy là tổng kết lại, Mi 9 Pro sẽ là cái sản phẩm có những cái điểm nâng cấp hơn so với Mi 9 và nó hoàn thiện hơn. Thứ nhất đó là nó có 5G, đúng như tên gọi Mi 9 Pro 5G. Thứ hai nữa là viên pin điểm yếu chí tử của Mi 9 đã được khắc phục bởi viên pin 4000mAh của Mi 9 Pro. Thứ ba nữa nó là nó có hỗ trợ sạc nhanh hơn là sạc 40W. Thứ tư nữa đó là cả ROM, cả RAM và cái chip đều nâng cấp hơn. RAM 8, bộ trong tối thiểu là 128 và chip là chip 855 Plus. Đấy, cái phiên bản mình đang cầm trên tay này là cái phiên bản chip bộ trong 256. Và theo các bạn thì với tất cả những điểm thay đổi đó thì Mi 9 Pro 5G sẽ có mức giá là bao nhiêu là hợp lý? Thì các bạn cũng có thể để lại comment để cho anh Tuấn Clickbuy có thể setup giá hợp lý nhé. Cái thời điểm đầu khi mà sản phẩm này nó mới về thì giá của nó có thể là sẽ chưa được tốt. Đấy, tuy nhiên là dần dần Clickbuy sẽ điều chỉnh theo thị trường, và đặc biệt nữa ở Clickbuy thì sẽ có hỗ trợ cho các bạn thanh toán qua VNPay. Các bạn sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng trừ thẳng vào giá luôn. Đấy, đấy là những cái điểm ưu thế của Clickbuy rồi. Ok, như vậy là mình vừa mới có bài mở hộp cũng như là trên tay nhanh cái sản phẩm Mi 9 Pro này. Các bạn cảm thấy sao về nó cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vân tay bên trong màn hình là giống hệt luôn này. Đấy, nhưng mà kết nhất là cái nút nguồn này đỏ nhìn đẹp thật đấy.